Con kính lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào các anh chị đạo hữu trong lớp học. Đã đến giờ lễ bái Tam Bảo, kính xin tất cả tắt mic cùng hướng tâm về thời kinh lễ bái Tam Bảo. Xin mời đạo hữu Hồng Mai thay mặt lớp học lên tụng kinh lễ bái Tam Bảo ạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con kính đảnh lễ quý sư, con kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể học viên trong lớp. Hôm nay con thay mặt lớp tụng kinh Tam Bảo. Sắc kê ca mê cha ru pê ghi ri si ha ta tê chan ta li kê vi ma nê đi pê ra thê cha ga nê ta ru wa na ga ha nê ghê ha wa thum hi khê tê tum ma cha yam tu đê wa kê la tha la vi sa mê yak ca gan tháp ba na ga tít than ta san di kê yang muni wa ga wa cha nang sa tha bồ mê su nam tu tham ma sa wa na ca lo ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo ayam pha đàn ta tham ma sa wa na ca lo ayam pha đàn ta Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi Thammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Thammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi thammang saranang gacchami Tatiyampi sanghang saranang gacchami Iti piso bhagava arahang samma sambuddho Vicca jagana sampanno sugato lokavidu Anuttaro purisa dhamma sarapisa Thadeva manusanang Buddho Bhagava Tinatthi me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena satcha vachena hotu me Jaya mangalang uttamangena vandehang Padapam sum varuttamang Buddheyo kalito doso Buddho kamatutang mamang Swakato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanayiko pacchattang veditabbo vinyuhi tinatthi me saranang anyang dhammo me saranang warang etena satcha vachena hotu me jaya mangalang uttamangena vandehang thammang chaduvi thang varang thamneyo khalito doso thammo kamatutang mamang supatipanno bhagavato savaka sangho ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samicipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidam chattari purisa yugani attha purisa puggala Esa bhagavato savaka sangho Ahunayyo pahunayyo dakkhirayyo anchalikaraniyo anuttaram punyakhetam lokasa tinatthi me saranam anyam sangho me saranam varam etena satcha vachena hotu me jaya mangalam
Uttamange na vande hang sang khang cha du ích thấp ta mang sang khe yo kali to do so sang kho kama tu tăng ma mang vanda mi che ti yang sap bang sap bát tha ne supatiti tăng saririka tha tu maha bo tinh buddha rupang sakalang sada sambuddha at Thawi sanh cha đoà đa sanh cha sa hát sa kê Panh cha sa ta sa hát sa ni na ma ni si ra sa a hăng Tê sanh thâm manh cha sanh khanh cha a đa rê na na ma mi hăng Nam a ca ra nu pa vê na hăng toa Sát đê u pát đa vê a nê ca an ta la ya Ti vi na sam tu a se sa to sam vut thề tành cha tành nhà sành cha cha tu vi sa ti sa ha sa kê đa sa sa ta sa ha sa ni na ma mi si ra sa a hằng đề sang thầm mạnh cha sang thành cha a đa rê na na ma mi hằng na ma ca ra nu pa quê na hàm toa sắp đề u pát đa quê a nê ca an ta ra ya pi vi na sam tu a se Sato sambuddhe na vuttaka satte attha cattali sasahassa kevi sati sata sahassa ninamami sirasa aham te sang thammang cha sang khanh cha adade na namami ham namakara nupave naham toa sapde upadave aneka antaraya Divinasam tu ase sato sabbe purapti maya disaya satta avera sukhi hom tu sabbe purapti maya anudisaya satta avera sukhi hom tu sabbe da hinaya disaya satta Avera sukhi hom tu sabde dakkhinaya anudisaya satta Avera sukhi hom tu sabde pacchimaya disaya satta Avera sukhi hom tu sabde pacchimaya anudisaya satta Avera sukhi hom tu sabde uttaraya disaya satta Avera sukhi hom tu sabde uttaraya anudisaya satta Avera sukhi hom tu sabde uparimaya disaya satta Avera sukhi hom tu sabde hettimaya disaya satta Avera sukhi hom tu sabde satta Avera hom tu sukhita hom tu nidukha hom tu apya satcha hom tu aniga hom tu diga yuka hom tu aroga hom tu sampatti sammit Chantu sukhi aptanang pariharam tu dukkha patta chanit dukkha payapatta chanit paya soka patta chanit soka hontu sabde pipanino akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu chirang rakham tu sasanang akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu chirang rakham tu no garu akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu chirang rakham tu nyatayo akasattha cha pummattha devanaga mahittika Punyang no anumodam tu chirang rakham tu panino akasattha cha pummattha devanaga mahittika
Hôn nhân nô anu mô đàn tu chi răng rác khăn tu nô sa đa y đăng hoa tân nô hôn nhân a sa hoa khá gia hoa hằng ô tu ác. Anh cho nhỏ nhỏ chút đi ba lưu. Dạ, thời kinh lễ bái Tam Bảo đã hoàn tất. Chúng con kính mời giảng sư Tinh Tuệ lên thuyết giảng bài học huy diệu pháp ngày hôm nay ạ. Kính chúc quý đạo hữu có buổi học pháp an vui và có lợi ích ngay hiện tại và lâu dài. Dạ, con kính dâng mic đến sư ạ. Nam mô Phật Thầy giả. Nam mô Tham Ma giả. Nam mô Sang Khai giả. À, xin chào cả lớp. À, hôm nay thì chúng ta học pháp thực tính tiếp theo, nhưng qua một cái phần mới, đó là phần sắc pháp. Và trước khi nghe giảng thì mình học cái phần đoạn Bali này liên quan đến phần sắc pháp trước. Ở đây mình có Rupa Parichedo, tức là chương sắc. Chattari Maha Bhutani là bốn sắc đại hiển. Chattunanja Maha Bhutanang Upadaya Rupanti, này Upada Rupang với lại Iti, tức là sắc y bốn sắc đại hiển. Ông gọi là sắc y sinh. Quý bát tha pê tăng, quý đu vi thằng pí, đu vi thằng pí là có hai. Quý e tăng là này, ru băng là sắc. Sắc này có hai loại, có hai loại, đó là bốn sắc đại hiển và sắc y sinh. Eka dasa vithena sang gahang gachati. Eka dasa vithena tức là có 11 phần. Có 11 phần. Sang gahang gachati, cái chữ sang gah thì thường dịch là tóm lại. Gachati thường dịch là đi đến, nhưng mà ở đây ngày Phật thường cho ngày dịch đó là sang hăng cái chất tí, đó là gồm có, gồm có, gồm có 11 phần, tức là hai loại nhưng mà nó có 11 phần. Trong đó mình có bốn sắc đại hiển là một phần, sắc y sinh là 10 phần. Các thang, những các thang nó đi, nếu mà dịch nó không thì nó chỉ là thế nào, nhưng mà theo cái ngữ cảnh này thì cái chữ cách thăng ở đây tức là bốn sắc đại hiển là gì, thì ở đây gọi mới kể cho mình nghe, đó là patavi thatu là nguyên tố đất, apo thatu nguyên tố lửa, gió nguyên tố nước, techo thatu là nguyên tố lửa, và vô tha tú là nguyên tố gió, phu ta ru pang nam mát gọi là sắc đại hiển. Ở đây sao chị biết là đây sao các ngài chia sẻ chữ phu ta ru pang, chữ phu ta ru pang còn nếu dịch bình thường thì sắc hiển lộ. Ở trên thì gọi là sắc, bây giờ mình chỉnh cái này tí đi cho nó đúng với, cho nó hợp với nhau để chia sẻ như vậy kỹ. Để cách sử dụng từ khác nhau.
gọi là sắc đại hiển. Chatta rupa parichedo chattari maha bhutani chattunnañ ca maha bhutanam upādāya rūpanti duvitthampetaṃ rūpaṃ ekadasa vithena saṅghaṃ gacchati kathaṃ pathavi dhātu āpo dhātu tejo dhātu vāyo dhātu maha bhūta rūpaṃ nāma rūpa pariccedo chattāri maha bhūtāni chattunnañ ca maha bhūtānaṃ upādāya rūpanti duvitthampetaṃ rūpaṃ ekadasa vithena saṅghaṃ gacchati kathaṃ pathavi dhātu āpo dhātu vāyo dhātu tejo dhātu vāyo dhātu maha bhūta rūpaṃ nāma. Rồi mời lên để đọc bài. Đọc phần đó Bali này đi, ai đọc được thì cũng đọc. Cô Phúc Vị chung mời lớp. Dạ, dạ, kính mời cô tu nữ Diệu Bảo ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc bài. Rupa paricchedo chattari maha bhutani chattun nan cha maha bhutanam upadaya rupanti duvitthang betang rupang ekadasa vithena saṅghaṃ gacchati kathaṃ paṭhavithatu abo tha tú tề chờ tha tú và dồ tha tú maha phù ta rô bằng nam má con xin hết ạ. Dạ kính mời chị Hảo Nguyễn ạ. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Rupa paricchedo chattari maha phù ta ni chattu năng cha maha phù ta năng upadaya rupanti duvitthampetaṃ rūpaṃ ekadasa videna saṅghaṃ gacchanti kathaṃ paṭhavi dhātu appo dhātu tejo dhātu vāyo dhātu maha bhūta rūpaṃ nāma. Dạ con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Hồng Mai ạ. Rupa, dạ con xin đọc bài ạ. Rupa paricchedo chattari maha bhutani chattunnañca maha bhutanam upādāya rūpanti duvitthampetaṃ rūpaṃ ekadasa vithena saṅghaṃ gacchati kathaṃ paṭhavi dhātu āpo dhātu tejo dhātu và vô thà tú maha phù tá ru phần nà má. Dạ con xin hết ạ. Dạ xin mời đạo hữu Phúc Duyên ạ. Dạ con xin đọc bài. Rupa paricchedo chattari maha phù tá ni chattun năng cha maha phù tá năng upadaya rupanti duvi tham pe tăng ru phần ekadasa vithena saṅghaṃ gacchati kathaṃ paṭhavi dhātu āpo dhātu tejo dhātu vāyo dhātu maha bhūta rūpaṃ nāma. Dạ xong ạ. Dạ xin mời đạo hữu Tiên Mã. Dạ thưa sư xin đọc. Rūpare Chedo chattari maha bhutani chattunnañca maha bhutanam
Ubadaya rupanti Duwi tham betang rubang Eka dasa wi thay ná Sang ghe hằng gắt chá tí Ká thăng Bá thá quy thay tú Apo thay tú Tê chô yà thay tú Quay dô thay tú Má hà phù tá rubang nam má Dạ thầy sư xin hết. Dạ, xin mời đạo hữu Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Tu bá, quá rích, chê đồ, chắc tà lý, má hà phu tà lý, chắc tu nhanh chá, má hà phu tà năng, ú ba đà giá, vù tàn tí, vũ thầm về tầng, vù phòng, ê ca đá xá quý, thề ná, thằng ra hằng, gác chá tí, các thằng bá thá duy thà tú a cô thà tú tê chô thà tú và rô thà tú má hà phù tá dù bằng hà má dạ tôi sư có tính hết ạ. Dạ, các đạo hữu đọc bài rồi xin bỏ tay xuống ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Diệu Thúy ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc ạ. Rupa parichedo chatta Chattari Maha Putani Chatun Nang Chá Maha Putanang Upada Giá Rupan Ní Duvit Thang Pê Tăng Rupang Eka Đắc Xá Viche Ná Sang Gá Hằng Ngắc Chá Tí Cát Thăng Bát Thá Vì Tha Tú Apo Tha Tú Tê Chô Tha Tú Wazo tha tú Maha Puta Rupang Nama. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ, xin mời đạo hữu Quang Thanh ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Dù pa pa rích chê đô Chát ta rí ma má Chát ta rí ma ha phu ta ní Chá tôn nành chá ma hà phu ta năng ú ba đa giá du văn tí đúc đú quý thăm pê tăng ru păng ê ca đá xá quý thê ná sang gá hằng cách cha tí cát thằng bắt bá thá quý tha tú a po tha tú tê chô tha tú quà rô tha tú ma ha thu ta rú păng na má. Dạ, thưa sư con đã đọc xong. Dạ, xin mời đạo hữu An Nhiên ạ. Dạ, thưa sư, con xin đọc bài ạ. Rù bá bá rít chê đô chát tà rí má hà bù tà ní chát tù tá quý thề ná sang gá hằng gách chát tí cá thần bá thá quỳ thà tú à bồ thà tú tê chô thà tú hòa dồ thà tú má hà bù tá rù bằng nà má. Dạ, thưa sư, con xin hát ạ. Dạ, thưa sư con xin đọc ạ. Rù bá bá rích chê đồ chát tà rì ma hà phù tà ni chá tùn nành chá ma hà phù tà nặng u bà đà giá rù bàn tí đu quý thầm bề tàng rù bằng ê càng đá xa quý thề na sàng gá hằng gách chá tí cát tàng bát tha quỳ thà tú à bồ thà tú tê chô thà tú và dô thà tú ma hà phù ta rù bằng nà ma. Dạ, có đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Dạ, con xin đọc. Dạ, con xin đọc. Xin mời Ngọc Trân ạ. Rù bá bá rì chê đô chá tà rì ma hà phù tà ní chá tùn nàng chá ma hà phù tà nàng
upadaya rupanti duit te tang rupang ekadasa vithena sangha sangha acchati kathang athavi thatu apothatu tejo thatu vayo thatu maha phuta rupang nama. Dạ thưa sư, xin hỏi. Dạ còn đạo hữu nào muốn đọc nữa không ạ? Xin mời đạo hữu Quang Thanh tắt mic ạ. Dạ thưa sư, hết rồi ạ. À, cứ nghe học. Phần sắc pháp. Sắc pháp là gì? Thì ở đây là sắc pháp tức là thành phần vật chất biến ngoại do ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài và bên trong như là thời tiết, vật thực vân vân, thì đó là gọi là sắc pháp. Hôm trước nay mình học phần tâm với là tâm sở, đó là phần danh pháp. Nếu mình nói theo uẩn thì phần tâm và tâm sở được chia ra thành gồm có bốn uẩn, tức là thức uẩn, thọ uẩn, tưởng uẩn và hành uẩn. Thì hôm nay mình học thêm cái phần sắc pháp này nữa thì là sắc uẩn, tức là đủ năm uẩn. Giờ nói về nhân sanh sắc pháp thì đây mình có bốn nhân sinh sắc pháp. Thứ nhất đó là nghiệp, thứ hai là tâm, thứ ba là quý tí, thứ tư đó là vật thực. Nghiệp mà sanh sắc pháp ở đây đã nói đến nghiệp được tạo bằng tâm thiện hoặc là tâm bất thiện. Ví dụ nghiệp được tạo bằng tâm bất thiện, ví dụ như là đánh đập, làm hại chúng sanh khác, thì sau này cái nghiệp đó nó tạo ra cái sắc pháp xấu xí. Ví dụ như là nếu mà tâm đó cho quả cho mình tái sanh ở cõi khổ thì có thân hình xấu xí. Yeah. Thì đó là nghiệp, sắc nghiệp, hoặc là sắc do nghiệp tạo, hoặc là nếu mà nghiệp thiện như là bố thí trì giới, cung kính phục vụ gì đó, thì do cái nghiệp đó thì tạo ra cái tâm thiện, làm bằng tâm thiện tạo ra cái tâm quả, đưa đến tái sanh ở cõi vui, và từ đó cũng có cái sắc nghiệp đó là tốt. Thì trong bài kinh tiểu nghiệp phân biệt đó, theo thanh niên xuất phát Tô Đi Giác đi đến hỏi Đức Phật, đó là tại sao một số người sinh ra là có tuổi thọ dài, sinh ra có tuổi thọ ngắn, có người đó là có nhiều bệnh tật, có người đó là có ít bệnh tật, có người thì giàu sang xinh đẹp, có người thì xấu xí, có người giàu sang, có người thì nghèo khó, có người thì ngu đần, có người thì thông minh, có người sinh ở trong gia đình cao sang, có người sinh ở trong gia đình thấp kém. Thì ở đó mình có trường hợp là người thì xinh đẹp, người thì xấu xí, tức là sắc nghiệp thiện hoặc là sắc nghiệp bất thiện, nó tạo cái nghiệp thiện và nghiệp ác, nó tạo ra cái sắc nghiệp cho chúng sanh có cái sự khác nhau.
Thứ hai là sắc tâm, tức là sắc do tâm tạo. Thí dụ như là trong lúc mà chúng ta nóng giận thì mình nhìn trên mặt của mình rất là xấu, thấy nhăn nheo hoặc là đỏ lên. Dạ. Thì sắc đó là sắc sắc tâm tạo, nhưng mà được tạo bởi tâm sân. Hoặc là trong lúc mình hoan hỷ vui thích với một cái việc thiện nào đó thì lúc bây giờ mình cái cơ thể mình nó cảm thấy phấn khởi, nhìn nét mặt thấy tươi vui, thì cái đó là sắc, đó là sắc do tâm tạo. Dạ, sắc đó do tâm tạo. Rồi thứ ba đó là sắc do quý tí tạo, tức là sự nóng hoặc là lạnh. Sự nóng hoặc là lạnh nó cũng tạo ra một cái sắc pháp. Ví dụ như là chúng ta thấy là nước mà chúng ta đem bỏ trong tủ lạnh một thời gian thì nó đông lại thành một cục đá. Có hình dạng như thế này hoặc là như thế kia. Thì cái sắc đó là sắc do thời tiết tạo. Hoặc là thí dụ như là lúc mà trời nắng, thí dụ ở một cái vũng nước nào đó, thí dụ lúc mà trời nắng nóng thì nếu mà nhiệt độ quá nóng thì nó sẽ sôi bọt lên, ví dụ vậy. Thì sắc đó là sắc được do thời tiết tạo, tức là do sự nóng hoặc là lạnh tạo nên. Sắc vật thực, sắc vật thực tức là vật thực mình ăn uống, nó trở thành cái dưỡng tố giúp cơ thể tăng trưởng chẳng hạn. Thì cái đó là sắc vật thực. Sắc vật thực thì tất cả các sắc pháp được sanh khởi bởi bốn loại sắc này, bởi bốn nguyên nhân này, tức là bởi nghiệp, bởi tâm, bởi ký tứ tiết và vật thực. Nó tạo ra tất cả được 28 loại sắc. 28 loại sắc. Thì 28 loại sắc theo bài học lúc nãy, tức là trong 28 loại sắc đó mình có 4 sắc đại hiển. 28 thứ sắc, trong 28 thứ sắc đó mình có 4 sắc đại hiển và 24 sắc y sinh. Nếu mà chỉ theo nhóm thì mình có 11 nhóm. Sắc đại hiển và sắc y sinh, sắc đại hiển maha puta rupa, sắc y sinh upadaya rupa. Giờ sắc đại hiển. Sắc đại hiển tức là những nguyên tố sắc hay những thứ sắc căn bản tạo ra thế giới vật chất, tức là cái thế giới vật chất mà có được thì do nhờ có sắc đại hiển. Nếu mà không có bốn cái sắc này thì nó không tạo ra được cái thế giới vật chất. Yeah. Thì bốn sắc đại hiển ở đây, ở trong phần bài học mình hồi nãy đó, mình có là địa giới hay là nguyên tố đất, bát tha vi tha tú, thủy giới hay nguyên tố nước, apo tha tú, hỏa giới hay là nguyên tố lửa là tê chô tha tú, thứ tư đó là phong giới hay là nguyên tố gió, qua vô tha tú. Ở đây với các Phật tử học Bali thì mình chú ý đến ba từ, từ apo, tê chô, qua vô. Đây là nhóm từ mà thuộc nhóm manát, nhóm danh từ nam tính dạng manát. Khi mà nó ghép với chữ nào thì nó không có bỏ chủ cách của nó, tức là nếu mà nó ghép từ chủ cách thì nó giữ nguyên chủ cách. Cho nên chúng ta thấy là thay vì nếu mà danh từ khác thì nó sẽ là apatthatu, nhưng mà vì cái dạng danh từ này nó luôn giữ lại cái cách của nó, cho nên mình thấy là apotthatu, techothatu, vayothatu. Thì chữ o trong trường hợp này nó là chủ cách, danh từ nam tính chủ cách, nó được viết ghép như thế này.
nó chỉ có mười mấy từ thôi, mười mấy từ, và nó một cái, nó nam tính nhưng mà nó có một cái bản chia riêng của nó, giống chữ Mano Pappangama Thamma gì đó. Mình cứ tưởng là cái chữ Mano đó là nó tách riêng, nhưng mà thực sự là không phải. Chữ Mano Pappangama Thamma, Mano Pappangama đó là cái chữ đó nó ghép như vậy, tức là cái cách ghép của nó không bỏ cách, không có bỏ cách gì. Dạ, thì đó là người học Pali thì chúng ta để ý đến ba từ này, để sau này chúng ta học cái bài cuối của quyển 2 đó thì mình có dạng nhóm danh từ này, để bây giờ mình nhớ dành thì mình được ba từ rồi. Thêm chữ Manat nữa làm được 4 từ. Dạ, rồi hôm nay mình học cái chữ thí dụ thuở ấu thơ. Cái thuở ấu thơ, cái chữ thuở ấu thơ đó là cái chữ Pathama Vajja. Cái chữ quá giá đó nó cũng dạng danh từ này, tức là dạng danh từ thuộc nhóm Manat. Rồi thứ nhất đó làm học về địa giới hai nguyên tố đất Pathavi Thahatu. Trước tiên là mình nói chữ đất, phần giảng giải bốn sắc đại hiển. Thứ nhất là địa giới hay nguyên tố đất Pathavi Thahatu. Thì ở đây khi mà nói về đất, trước tiên là chúng ta phải phân biệt tí để chúng ta không nhầm lẫn, tức là đất chế định với đất theo cái thực tính pháp thì nó khác nhau. Tức là đất mà mình nhìn thấy đó thì người ta gọi nó là cảnh sắc. Theo chế định mà mình nhìn thấy đó, đất mà mình nhìn thấy đó nó là cảnh sắc. Còn đất theo theo pháp chân đế ở đây đó là, tức là cái gì mà mình sờ vào, mình sờ vào và mình cảm giác được nó là cứng cứng hoặc là mềm mềm. Nó cứng cứng hoặc là mềm mềm thì tất cả cái đó đều gọi là đất. Bất cứ cái vật gì khi mình sờ vào, nếu mình nhìn thấy thì nó là cảnh sắc. Phải để ý cái đó. Nếu mình nhìn thấy thì nó là cảnh sắc. Còn nếu mình sờ vào nó cứng cứng hoặc là mềm mềm thì cái đó là đất. Cứng cứng mềm mềm gọi là đất. Cho nên ở đây mình mới thấy là trong tứ ý nghĩa của nguyên tố đất hay là địa giới có trạng thái đó là cứng hoặc là mềm. Hoặc cứng hoặc là mềm. Dạ. Và phần sự của nó đó là bảo trì vật chất. Bảo trì vật chất. Thành tựu là tạo thành khối. Tạo thành khối. Thí dụ như là chúng ta thấy là cái bàn, cái ghế, hoặc là một căn phòng, một chiếc giường, tất cả đó là một khối đất. Tất cả chúng đều là một khối đất. Thì là vì sao là một khối đất? Là vì các vật đó nếu mình sờ vào mình sẽ có cảm giác thấy nó là sao, nó cứng hoặc nó mềm. Nó cứng hoặc nó mềm. Thí dụ như là cái niệm mình nằm, khi mình sờ vào thì mình thấy nó mềm mềm như vậy, thì cái đó nó là đất. Nó là đất. Dạ. Nó được kết lại. Nó được kết lại. Nhân cần thiết đó là có ba đại ngoài ra. Dạ. Tức là để cái nguyên tố đất này nó có được, ví dụ nó muốn kết thành một khối thì nó cần phải có nước, có nước, có lửa, có gió hỗ trợ qua lại. Hỗ trợ qua lại. Đến khi mình học từ nguyên tố thì mình sẽ thấy. Tức là
bốn cái đại này nó hỗ trợ với nhau qua lại để tạo thành một cái khối sắc pháp, khối sắc pháp, một cái thể vật chất lớn hoặc là nhỏ, nó đều có là đất nước lửa gió ở trong đó. Dạ. Thì đó là mình nói về đất. Nhớ đất bên ngoài theo chế định mà mình nhìn thấy thì đó là cảnh sắc. Nó chỉ là đất khi nào mình chạm vào nó thấy cứng cứng, mềm mềm thì cái đó là đất. Và tất cả các vật chất mà mình chạm vào mình thấy cứng cứng, mềm mềm thì chúng đều được gọi là đất. Thứ hai đó là thủy giới lập nguyên tố lửa, nguyên tố nước. Nước ở đây thì nước theo 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 chế định với nước theo thực tính pháp nó cũng khác nhau. Chúng ta để ý cái nước mà theo chế định mà mình nhìn thấy đó thì cái đó nó chỉ là cảnh sắc. Còn nước mà theo pháp thực tính ở đây đó nó chỉ là gì? Chất mà kết dính. Kết dính hoặc là thấm ướt. Cái gì mà có sự thấm ướt, có sự kết dính thì cái đó gọi là nước. Gọi là nước. Thí dụ như là chúng ta thấy là một cái bàn có một phẳng 1 mét hoặc là 6 tấc 2 mét gì đó, một cái giường 2 mét gì đó, thí dụ vậy thì nhờ có cái chất nước á, nó mới kết dính lại đất, kết lại cái đất này lại với nhau để có một khuôn, một khổ vật chất, một cái kích thước vật chất theo mà mình muốn. Nó giống như thế này, ví dụ như là giờ mình có một nhiều món đồ mà nó đang rời rạc với nhau thì bây giờ mình muốn gom món đồ đó lại thành như ví dụ như chúng ta gói vật dụng để chúng ta làm cho cái vật dụng đó gọn thì chúng ta lấy keo hai mặt chúng ta dán vào để cho nó gọn lại, nó dính kết chùm lại với nhau rồi chúng ta bọc lại cho nó gọn. Thì như thế nào? Cái nước ở trong chân đế nó có cái chất, có tính chất, có trạng thái đó là thấm ướt và kết dính cái thể vật chất lại với nhau giống như vậy. Còn phần sự đó là làm cho phát triển vật chất. Tại khi mà nó kết dính với nhau thì càng ngày thì nó càng lớn lên. Càng ngày càng lớn lên. Cái cơ thể của mình á, ví dụ như là sở dĩ nó có một khối như thế này là nó cũng nhờ cái sự kết dính của nước với đất. Kết dính của nước với đất, còn không thì nó sẽ bị rời rạc ra. Nếu mà không có nước thì nó sẽ bị rời rạc. Cái sự kết dính của nước thì nó sẽ bị rời rạc ra. Và nó giống như là nếu mà một túi đồ mà mình dán keo và bây giờ mình tháo cái keo đó ra thì lập tức thì nó sẽ bị rời rạc ra. Thì cũng như thế nào cái cơ thể của mình mà mình thấy nó có một khối dính liền với nhau, tay chân, cái bụng, cái lưng, cái đầu, cái cổ như thế này, đó là do nhà cái chất nước nó kết dính lại. Nó kết dính lại. Và do nó kết dính lại như vậy cho nên nó làm cho cái vật chất á càng ngày càng lớn lên, càng ngày càng lớn lên. Thì đó là phần sự. Thành tựu là gom thu các thành phần vật chất, tức là kết lại các thành phần vật chất thôi. Nhân cần thiết đó là có 3 đại ngoài ra. Thì nó cũng, ví dụ như là nó muốn kết dính thì nó phải có gì? Phải có yếu tố đất thì nó mới kết dính được. Còn nếu mà không có yếu tố đất thì nó không dính được. Thì đó là phần thủy giới hay là nguyên tố nước. Thứ ba đó là hỏa giới hay là nguyên tố lửa, tê chô tha tú. Lửa ở đây tức là nóng hoặc là lạnh.
thông thường mình cứ nghĩ đó là lửa tức là nóng. Dạ, lửa tức là nóng. Dạ, nhưng mà thật sự đó là cái lạnh á, nó cũng là yếu tố lửa. Lý do tại sao? Sư thí dụ, ví dụ bên ngoài nếu mà thời tiết mà nắng nóng thì nó cũng đốt cháy cây cối. À, nó cũng đốt cháy cây cối. Nhưng mà nếu thời tiết quá lạnh thì cây cối cũng bị chết, nó không sống được. Dạ, thì chứng tỏ là sao? Cây nóng nó cũng có sự thiêu đốt, cây lạnh nó cũng có sự thiêu đốt. Dạ, cho nên mới nói đó là lửa, tức là cái gì mà nóng nóng hoặc là lạnh lạnh. Dạ, và cái lửa này nó cũng ở trong cái cơ thể của mình. Ví dụ như là khi mình ăn vào vật thực, nếu mà không có cái chất lửa là đốt nóng. Dạ, thì vật thực nó không thể là tiêu hóa được. Nhưng mà nó nhờ có cái chất nóng, tức là lửa, nó thiêu cháy. Dạ, có một số vật thực mà mình ăn nó chưa chín hẳn. Dù vậy, nhưng mà vào ở trong cái cơ thể mình rồi thì nó vẫn tiêu hóa được, là do cái chất lửa trong bên trong cơ thể mà nó đốt cháy. Thì thành tựu thì làm nhu nhuyễn thể vật chất. Tức là sao? Làm cho thể vật chất nó mềm đi. Dạ. Cái này mình dễ thấy nhất theo nhìn theo cái lửa chế định bên ngoài đó. Tức là chúng ta thấy dụ như là cây sắt, dù nó cứng như thế nào nhưng mà khi nó gặp lửa cháy thì sao? Thì nó sẽ tiêu ra, tan ra. Tan ra. Và nhờ như vậy mà người ta có thể uống nó làm bông hoa, làm cái kiểu mẫu như thế này như thế kia. Thì như thế nào, cái lửa chế định nó làm được cái đó như thế nào? Thì lửa mà theo pháp chân đế, nó có chất, nó là nóng hoặc là lạnh đó. Nó làm cho cái vật chất nó mềm mại. Mềm mại cũng như vậy. Dạ. Thì giống như nói lúc nãy, thí dụ như là nói cái này, thí dụ như là mình ăn rau sống đi. Dạ, mình ăn rau sống thì cái rau sống nó còn cứng, nhưng mà khi mình ăn vào thì sao? Gặp cái chất lửa đó thì cái lửa nó đốt cái thể vật chất đó cho tiêu hóa hết. Dạ, thì đó là thành tựu của lửa. Nhân cần thiết thì cũng có ba đại ngoài ra, tức là cũng cần phải có đất nước hỗ trợ với nhau qua lại. Dạ, hỗ trợ với nhau qua lại. Thứ tư đó là yếu tố gió. Yếu tố gió ở đây đó là theo pháp thực tính, nó là sự lay động hoặc là giãn nở. Thì đó là yếu tố gió. Dạ, yếu tố gió. Ở trong cái theo ở trong cái vật lý, người ta chứng minh cho mình thấy là mọi vật á, nó đều có sự chuyển động. Dạ, mọi vật đều có sự chuyển động, mặc dù nó là một khối. Dạ, nó là một khối. Thí dụ như là cái bàn, cái ghế, mặt bàn, mặt ghế, mặt giường, thí dụ vậy. Chúng ta thấy nó một khối nhưng mà nó luôn có sự chuyển động. Dạ, thì cái sự chuyển động đó là gió. Sự chuyển động đó là gió. Dạ, nhưng mà mình thấy tại sao mình thấy nó chuyển động mà nó vẫn còn nguyên. Ví dụ mình thấy mặt bàn như vậy nè, tại sao nó vẫn còn nguyên, nó chuyển động gì?
theo mắt của mình nhìn. Dạ. Nhưng mà thực chất là không phải như vậy, tức là nó luôn có sự chuyển động, có gió ở trong đó. Rồi có gì? Có đất. Có đất. Rồi có nước kết dính, nó chuyển động nhưng mà nó có nước nó kết dính lại. Dạ. Rồi có lửa sao? Nó điều hòa làm cho nóng lạnh vừa. Ví dụ như là cái cơ thể mình mà nếu mà lúc nào mà mình nóng quá là cái đó là gọi là tứ đại bất hòa, tức là lúc đó mình bệnh liệt. Hoặc là lúc nào mà mình bị lạnh quá thì mình cũng bị bệnh, bị cảm. Thì cái đó là do cái đất nước lửa gió nó làm việc nó không có được điều hòa. Cho đó nó làm cho cái cơ thể mình bị bệnh. Dạ. Thì cái yếu tố vật chất cũng vậy. Ví dụ như là một cái bàn, ví dụ như là mình để ở trong phòng á, thì cái điều kiện như vậy thì cái đất nước lửa gió, tức là nó thường là nó có cái cân bằng với nhau, nó không có cái nào hơn cái nào. Nhưng mà nếu mình để ngoài mưa mà bị mưa gió nhiều thì thời gian là cái bàn nó bị hư, nó sẽ bị hư mau hơn. Vì cái điều kiện đó nó làm cho cái yếu tố tố lửa tức là nổi trội hơn, cho nên làm cái thể vật chất nó dễ bị biến hoại. Dạ. Thì để giữ nó được điều hòa thì cái đất nước lửa gió nó phải mặt cân bằng với nhau. Dạ. Hoặc là ví dụ như là trong lúc mà chúng ta đi hoặc là muốn đứng nằm ngồi gì đó cũng là sự chuyển động của gió. Ví dụ trong lúc mình đi gì đó là sự điều khiển của tâm, sự điều khiển của tâm, nhưng mà có sự chuyển động của gió, của gió ở trong cơ thể mình. Dạ, điều khiển của tâm nhưng mà có sự chuyển động của gió làm cho mình bước tới bước lui vậy đó. Thành tựu là biến dạng. Thành tựu là biến dạng. Này mình có thể hiểu theo cách chế định á, sự thí dụ như là cái gió mà mình thổi vào cái bong bóng á, nó làm cho cái bong bóng phình lên. Bong phình lên, lớn lên, thì đó nó có cái chất gió. Dạ. Thì như thế nào cái gió mà theo cái đó mình nói theo chế định, nhưng mà ở trong cái pháp chân đế khi mà thành thụ thì nó làm cho cái vật chất nó là biến dạng, thay đổi. Dạ. Rồi nhân cần thiết đó là có ba đại ngoại ra, tức là cũng cần phải có đất, phải có nước, phải có lửa. Dạ. Thì đó là bốn yếu tố vật chất quan trọng tạo nên bốn yếu tố vật chất quan trọng nó tạo ra cái thế giới vật chất. Chỉ cần một yếu tố nào đó mà nó không cân bằng thì nó sẽ làm cho cái thế giới vật chất có sự thay đổi. Ví dụ như là trong cái cơ thể của mình, chỉ cần có một cái yếu tố vật chất nào mà nó không được cân bằng là lập tức làm cho cái cơ thể mình có sự thay đổi. Thí dụ như là bị bệnh chẳng hạn. Dạ. Thì đó là phần bốn sắc đại hiện. Bây giờ mình học tiếp phần sắc y sinh. Sắc y sinh ở trong phần câu Bali lúc nãy đó là chúng ta học, đó là sắc y sinh tức là sắc mà nương vào sắc đại hiển sanh khởi. Tại vì nếu mà không có sắc đại hiển
thì sắc y sinh nó không thể sanh khởi được. Dạ. Cho nên ở đây mình có câu đó là sắc y sinh là những loài sắc. Là những loại sắc pháp được hình thành do nương nhờ sắc tứ đại, sắc đại hiển hay là sắc tứ đại. Trong phần đoạn Pali lúc nãy đó là sắc thì mình có chia ra làm hai, tức là sắc đại hiển với lại sắc y sinh. Rồi trong sắc y sinh này thì mình có 10 nhóm. Có 11 nhóm. Sắc thì có 11 nhóm, có 28 thứ nhưng mà nó có 11 nhóm. Trong đó 4 sắc đại hiển thì mình phân ra một nhóm riêng. Còn sắc y sinh thì nó được phân ra thành 10 nhóm. Dạ, phân ra thành 10 nhóm. Thứ nhất đó là 5 sắc thần kinh. Thứ hai đó là 4 sắc cảnh giới. Thứ ba là 2 sắc tính. Thứ tư là sắc ý vật. Thứ năm là sắc màn quyền. Thứ sáu là sắc vật thực. Thứ bảy là sắc giao giới. Thứ tám là sắc biển tri. Thứ tám là 2 sắc biểu tri. Thứ chín là 3 sắc đặc biệt. Và thứ mười là 4 sắc tương trạng. Giờ mình sẽ tìm hiểu từng phần sắc pháp này. Và phần giảng giải 24 sắc y sinh hoặc là 10 nhóm sắc y sinh. Thứ nhất là 5 sắc thần kinh thì mình có thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt và thần kinh thân. Thần kinh nhãn đó là chắc khú pa sa đá. Thần kinh nhãn này khi mình học về lộ trình tâm á, thì thần kinh nhãn này là nó là chỗ nương cho để nhãn thức sanh khởi, để nhãn thức sanh khởi. Tức là nếu mà cái thần kinh nhãn này mà nó bị hư thì nhãn thức sẽ không sanh khởi được, tức là không nhìn thấy được. Về trạng thái tứ ý, nói về tứ ý nghĩa thì trạng thái của thần kinh nhãn ở đây nó là chất tinh túy của tứ đại nghiệp. Chất tinh túy của tứ đại nghiệp. Cái thần kinh nhãn này thì thường là mình gọi đó là, tức là nó không phải nguyên con mắt này, mà cái bên trong của con mắt mà mình gọi là con ngươi. Thì cái phần đó là mình gọi là cái thần kinh nhãn. Thì nếu mà cái con ngươi nó bị hư, thì dù con mắt mình có mở như thế nào đi chăng nữa thì mình cũng không có nhìn thấy được. Cũng không nhìn thấy được. Cho nên chúng ta thấy người bị mù đó, thường là con ngươi nó bị khuyết điểm, tức là thường nó bị trắng, bị đục gì đó. Cho nên họ không có nhìn thấy được, mặc dù con mắt thì vẫn mở, mắt thì vẫn mở, do nó bị khuyết điểm cái thần kinh nhãn, cho nên nhãn thức không sanh khởi được. Phần sự là bắt thâu cảnh sắc, thâu bạc cảnh sắc. Cái thần kinh nhãn nó giống như là cái máy chụp ảnh vậy đó, tức là nó thấy cái máy chụp ảnh người ta nhắm chụp, người ta bóng rắc như thế nào. Thì thần kinh nhãn khi mà có cảnh sắc lọt vào ở trong cái tầm ngắm của nó thì nó sẽ thâu vào, và từ đó thì nhãn thức sanh khởi, nhãn thức sanh khởi, biết được cảnh sắc. Rồi mấy chạy qua cái lộ trình tâm đó, là trong đó thì có thể là tâm, ví dụ như là nếu mà cảnh sắc đẹp có thể là tâm tham,
cảnh sắc không vừa lòng thì có thể là tâm sân, rồi đưa đến hành động. Ví dụ như là nếu mà tâm sân tìm cách phá cái cảnh sắc nó đi, hoặc là tâm tham thì tìm cách để có được cái cảnh sắc nó đi. Thành tựu thì làm chỗ nương cho nhãn thức. Thành tựu làm chỗ nương. Nếu mà có cái thần kinh nhãn thì nó là sắc, thần kinh nhãn thì nó là chỗ nương cho nhãn thức trong lộ trình tâm, giống như nói lúc nãy. Nhân cần thiết là có sắc tư đại, tức là phải có đất nước lửa gió. Phải có đất nước lửa gió thì cái thần kinh nhãn này nó mới có chỗ nương để nó sanh lên được. Thứ hai đó là thần kinh nhĩ, Sotapasada. Thần kinh nhĩ ở đây thì trạng thái là cái chất tinh túy của tứ đại nghiệp. Tức là cái thần kinh nhĩ ở đây, cái phần bên trong của cái lỗ tai của mình, cái thần phần bên trong của cái lỗ tai của mình mà các ngài ví như là cái như là cái lá trầu ở phần bên trong. Dạ. Thần kinh nhĩ thì có phần sự đó là bắt cảnh thinh, tức là khi mà có âm thanh lọt vào cái lọt vào thì thần kinh nhĩ bắt lấy cái âm thanh đó, rồi làm chỗ nương cho nhãn thức, nhĩ thức sanh khởi. Nhĩ thức sanh khởi nó cũng tương tự giống như là ở trong phần thần kinh nhãn. Nếu mà thần kinh nhĩ, ví dụ như là ai đó mà chọt vào ở trong tai mình làm hư cái thần kinh nhĩ thì mình sẽ không nghe được. Mình sẽ không nghe được. Thì đó là thần, mặc dù lỗ tai nhìn bên ngoài thì vẫn còn nguyên. Dạ. Nhưng mà người đó không có nghe được. Hoặc là khi mà mình lớn tuổi, mình lớn tuổi gọi là mình bị điếc đó, thật ra đó là cái thần kinh nhĩ nó đã bị hư. Thần kinh nhĩ nó bị hư, cho nên nó không bắt cảnh thinh để làm chỗ nương cho nhĩ thức sanh khởi được. Rồi nhân cần thiết thì cũng phải có sắc tư đại. Cũng phải có sắc tư đại. Thứ ba đó là thần kinh tỷ, Khanapasada. Trạng thái là chất tinh túy của tứ đại nghiệp, phần sự là thâu bắt cảnh khí hay là cảnh mùi. Thành tựu làm chỗ nương cho tỷ thức, nhưng cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Cái thần kinh tỷ ở đây là cái phần bên trong của cái lỗ mũi mà các ngài quý như là cái phần bên trong đó nhìn giống như là cái móng của cái chân của con trâu thì phải. Dạ. Thì cái phần bên trong đó được gọi là cái thần kinh nhĩ. Dạ, không phải là mũi mình bên ngoài cái khối này, mà nó là thành phần bên trong. Thì phần sự của thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ đó là bắt cảnh khí hay là cảnh mùi. Tức là khi có mùi thơm hoặc là mùi thúi gì đó lọt vào ở trong thần kinh nhĩ thì thần kinh tỷ thì nó bắt lấy, và khi mà nó thành tựu thì nó làm chỗ nương cho tỷ thức sanh khởi. Khi nào mà thần kinh tỷ mà nó bị khuyết điểm, ví dụ như là có một số người không có cảm giác được mùi, mùi thơm mùi thúi gì cũng vậy, thì lúc đó cái thần kinh tỷ mình có vấn đề. Nó có vấn đề. Dạ. Tại vì nếu mà nó còn hoạt động thì nó có cái cảm giác được mùi thơm hoặc là mùi thúi, nhưng mà vì nó bị khuyết điểm cho nên mình mới không có cái cảm giác được cái mùi đó. Dạ.
Thứ tư đó là thần kinh thiệt, tức là lưỡi. Trạng thái là chất tinh túy của tứ đại, phần sự là nếm cảnh vị, thành tựu là làm chỗ nương cho thiệt thức, nhân cần thiết là có sắc đại nghiệp. Thần kinh thiệt ở đây đó là tức là những chúng ta thấy ở trên lưỡi mình á, để ý ở trên lưỡi mình nó có cái tức là có dấu mình nhỏ nhỏ, thì cái đó là phần sắc thành kinh thiệt. Dạ, thành kinh thiệt. Thì nếu mà trong lúc thí dụ như là trong lúc mà mình bị bệnh, thì cái lưỡi của mình nó có cái đó gọi là cái gì, nó bị cái gì, cái lưỡi của mình bị gì mà phải lấy chanh đồ mình chà để cho nó, cái lưỡi mình nó sạch lại, để mình ăn uống mình có cái cảm giác, thì lúc đó là cái thần kinh thiệt nó bị che, cho nên nó không có nắm bắt được cái cảnh vị. Dạ. Khi mà nó thành tựu thì nó làm chỗ nương cho thiệt thức, tức là mình ăn vô mình biết được cái cảm giác đó là chua hoặc là đắng hoặc là ngọt gì đó. Thì lúc giờ đó là cái thành tựu, tức là nó làm chỗ nương để thiệt thức sanh khởi được. Nhân cần thiết đó là cũng phải có sắc tứ đại. Thứ năm đó là thần kinh thân. Thần kinh thân là chất tinh túy, trạng thái là chất tinh túy của tứ đại nghiệp. Phần sự là cảm nhận, cảnh xúc. Thành tựu là chỗ nương cho thân thức. Nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Thì thần kinh thân ở đây chỗ nào mà mình... chỗ nào mà thân thức mà chạm vào, khi mà chạm vào thì thân thức có thể sanh khởi được, tức là mình biết được, có sự xúc chạm là biết được, thì chỗ đó được xem là thần kinh thân. Còn thí dụ như là ở tóc, ở móng chân, móng tay, thì khi mình sờ vào thì nó không có biết, tức là thân thức không có sanh khởi được, thì chỗ đó nó không có thần kinh thân. Các chỗ còn lại khi mình chạm vào thì lập tức là mình thân thức nó sanh khởi, tức là nó biết và sự xúc chạm. Thí dụ như là khi mình chạm vào cái cơ thể của mình thì mình thấy nóng nóng hoặc là lạnh lạnh chẳng hạn. Thì chỗ đó là thần kinh thân, nó làm chỗ nương cho thân thức sanh khởi. Nhân cần thiết cũng là có sắc sắc tứ đại. Như vậy năm sắc thần kinh này nó làm chỗ nương cho năm loại thức, cho năm loại thức, tức là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Năm cái sắc thần kinh này nó là chỗ nương cho năm loại thức. Năm loại thức, tức là thường mình gọi là lộ ngũ môn đó. Ở trong lộ ngũ môn đó thì năm sắc thần kinh này nó làm chỗ nương cho năm cái loại tâm này sanh khởi ở trong lộ ngũ môn. Ví dụ như là khi mà có cảnh sắc nó lọt vào ở trong thần kinh nhãn, thì nó làm cho nhãn, nó làm chỗ nương cho cái nhãn thức sanh khởi. Thì lúc bây giờ cái thấy, tức là biết về cảnh sắc, rồi tiếp thu quan sát, xác định, sau đó là động lực. Thì giống như nói lúc này, nếu mà cảnh sắc đó là cảnh sắc tốt thì tâm tham sẽ sanh khởi, hoặc là cảnh sắc xấu thì là tâm sân sẽ sanh khởi. Còn ở trường hợp ví dụ như là nếu mà thấy xác chết, nếu mà mình bình thường
mình thấy xác chết là mình thấy sợ. Dạ, nhưng mà nếu mà người tu tập tử thi thì đó là đối tượng tốt để người ta tu tập, thì lúc giờ vẫn là tâm thiện sanh khởi. Dạ, thì đó là nếu mà ở trong trường hợp lộ nhãn môn hoặc là ở lộ nhĩ môn, thì khi có âm thanh lọt vào sắc thần kinh thân, nó làm chỗ nương cho nhĩ thức sanh khởi, rồi nó cũng đến tiếp thu quan sát xác định cảnh, rồi tới động lực. Động lực thì nó cũng có thể là tâm tham hoặc là tâm sân. Nếu mà âm thanh đó, ví dụ như là âm thanh ca sĩ mà mình thích hát hay, thì đó là thì lúc giờ tâm tham sân khởi. Còn nếu mà âm thanh mà ví dụ người ta chửi mắng, người ta nói xấu mình, thì lúc bây giờ là tâm sân sân khởi. Ví dụ vậy. Rồi trường hợp nhãn nhĩ tỷ, trường hợp ngửi mùi thì cũng vậy. Ví dụ như là khi mà cảnh mùi nó đi vào thần kinh tỷ, nó bắt lấy cảnh mùi, nó làm chỗ nó nương cho tỷ thức sanh khởi. Thì mùi thì nếu mà mùi thơm thì tâm tham nó sẽ sanh khởi. Nếu mà mùi thối thì tâm sân nó sẽ sanh khởi. Dạ. Tương tự đối với thiệt thức thì thần kinh thiệt nó làm cho chỗ nương cho thiệt thức sanh khởi, bắt lấy cảnh vị, ăn uống biết ngọt, biết chua, biết đắng. Ví dụ như là nếu mà người thích ăn chua thì ăn đồ chua, có được đồ chua ăn thì lúc giờ tâm tham nó sẽ sanh khởi. Nhưng mà nếu mà người không thích thì lúc giờ tâm sân nó sẽ sanh khởi. Hoặc là thần kinh thân nó làm chỗ nương cho thân tức, từ đó nó có cái lộ trình xảy ra, đó là nhãn thức tiếp thu quan sát xác định. Rồi động lực, đó là ví dụ nếu mà xúc chạm đó là êm ái, ví dụ như là ngồi trên cái chiếc ghế có niệm mềm dễ chịu thì lúc giờ tâm tham sanh khởi. Hoặc là ngồi trên cái ghế mà cứng thô thiển, ngồi trên cái vật thô thiển thì lúc giờ bị đau, thì vậy đó là tâm sanh khởi. Yeah. Thì đó là năm sắc thần kinh nó làm cái chỗ nương cho năm loại tâm đó sanh khởi, làm cho năm tâm đó sanh khởi. Nếu mà một trong năm sắc thần kinh này mà nó bị hư, thì nó sẽ bị, nếu mà thần kinh nào bị hư thì tâm đó sẽ không sanh khởi suốt đời. Dạ, thí dụ như là mình bị mù, thì nhãn thức sẽ suốt đời không có sanh, cái tâm nhãn thức nó không có sanh. Cho nên mình nói là 121 tâm, ngoài trừ tâm đạo tâm quả mình nó không, mình nói nếu mà không chứng đắc thì không có. Nhưng mà đối với mình, thí dụ như là nếu mình bị mù thì lúc đó nhãn thức là không có sanh khởi nữa. Rồi đến khi mình lớn tuổi mà mình bị điếc hoàn toàn, là ai nói gì cũng không còn nghe nữa, thì lúc bây giờ cái tâm nhĩ thức nó cũng không còn sanh khởi. Dạ. Yeah. Đó là nhóm thứ nhất. Nhóm thứ hai đó là bốn sắc cảnh giới. Mình có cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí và cảnh vị. Thứ nhất là cảnh sắc, Rupa Ramana. Cảnh sắc có trạng thái là đối chí với thần kinh nhãn, phần sự làm đối tượng cho thần nhãn thức, thành tựu là thành cảnh cho tâm nhãn thức, nhân cần thiết là có sắc tứ đại. Có sắc tứ đại, phải có sắc tứ đại thì nó phải, tức là phải có đất nước lửa gió, phải đất nước giữa lửa gió thì nó mới tạo ra một cái cảnh sắc, thì nó mới tạo ra một cái cảnh sắc. Thì ở đây mình thấy là giống như nói lúc nãy, dù là theo cái chế định mình gọi nó là đất nước lửa gió, nhưng mà đúng ra mình nhìn thấy, ví dụ theo chế định bên ngoài mình thấy đất nước lửa gió,
nhưng mà theo ở trong cái diệu pháp thì sao? Đất nước lửa gió lúc đó nó là chỉ là cảnh sắc. Vì sao? Vì nó đối chiếu với thần kinh nhãn, nó làm cho nhãn thức sanh khởi, tức là nó là đối tượng của thần kinh nhãn, làm cho nhãn thức sanh khởi. Tại nếu mà không có cảnh sắc lọt vào thần kinh nhãn thì nhãn thức nó không có sanh khởi. Dạ, giống như nãy giống người mù vậy đó, nhận thức không có sanh khởi được. Phần sự là làm đối tượng cho nhận thức, tức là để cho con mắt nhìn thấy. Thành tựu là làm thành cảnh cho tâm nhận thức, nhân cần thiết thì có sắc. Giống nhau không có. Thứ hai là cảnh thinh với thần kinh nhĩ. Phần sự đó là làm đối tượng lúc bây giờ thì nhĩ thức sanh khởi, nghe được cái âm thanh đó, âm thanh tốt hoặc là âm thanh xấu. Thành tựu thì nó làm thành cảnh cho tâm nhĩ thức. Nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Vì sao ở đây mình thấy cảnh thinh mà nó cũng phải là có sắc tứ đại nghiệp? Nó cũng cần phải có đất nước lửa gió, là vì tất cả các sắc y sinh đó, nếu mà không có sắc tứ đại thì nó không sanh được. Cho nên ngay cảnh sắc, cảnh thinh gì nó cũng phải nương nhờ ở sắc tứ đại thì nó mới sanh khởi được. Thứ ba là cảnh khí hay là cảnh mùi, Gandharamana. Cảnh mùi thì đối chiếu với thần kinh tỷ. Phần sự thì là làm đối tượng cho tỷ thức, tức là làm cảnh cho tâm tỷ thức. Nên phần thành tựu là thành cảnh cho tâm tỷ thức. Nhân cần thiết đó là sắc tứ đại nghiệp. Nó giống nhau thôi. Cảnh là đối tượng của tâm, cho nên cảnh sắc thì là đối tượng của tâm nhãn thức, cảnh thinh thì là đối tượng của tâm nhĩ thức, cảnh khí thì là đối tượng của tâm tỷ thức, cảnh vị thì là đối tượng của tâm thiệt thức. Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, mỗi một cái thì nó là cái vật đối chiếu với các sắc thần kinh. Đó là cảnh sắc thì đối chiếu với thần kinh thiệt, cảnh thinh thì đối chiếu với thần kinh. Cảnh sắc thì đối chiếu với thần kinh nhãn, cảnh thinh thì đối chiếu với thần kinh nhĩ, cảnh khí thì đối chiếu với thần kinh tỷ, cảnh vị thì đối chiếu với thần kinh thiệt. Vậy thôi. Thì ở đây mình thấy nó cũng giống nhau, trạng thái là đối chiếu thần kinh thiệt, phần sự là làm đối tượng cho thiệt thức. Thành tựu là làm thành cảnh cho tâm thiệt thức, nhân cần thiết có sắc tứ đại nghiệp. Thì đó là bốn sắc cảnh. Ở đây chúng ta thấy còn thiếu cảnh gì? Thường là chúng ta thấy là có năm cảnh. Tức là có gì? Cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc. Nhưng ở đây thì chỉ kể có bốn cảnh. Tức là mình chỉ có, nãy giờ mình chỉ có cảnh sắc là đối tượng cho thần kinh nhãn. Cảnh thinh là đối tượng cho
kinh nhĩ, cảnh mùi là đối tượng cho thần kinh tỷ, rồi cảnh vị là đối tượng cho thần kinh thiệt, tức là nhân làm cho cái nhãn nhĩ tỷ thiệt sanh khởi. Nhưng mà ở đây không có cảnh xúc, tại vì ở đây không có cảnh xúc, đó là vì ở trong cảnh xúc á, nó thuộc về đất lửa gió, đất lửa gió nó thuộc về cảnh, là cảnh cảnh xúc, cho nên nó được kể ở phần trên rồi, cho nên ở đây không nó không liệt kê nó vào ở sắc cảnh, sắc cảnh bốn sắc cảnh nữa. Dạ, tại sao nó nói đất lửa gió là cảnh xúc, là vì đất á, là mình chạm vào mình có cảm giác nó là nóng hoặc là lạnh, thì do cái tiếp xúc đó cho nên đất á, được xếp vào cảnh xúc. Lửa cũng vậy, lửa khi mình chạm vào, ví dụ khi mình chạm vào cái cơ thể của mình thấy nó nóng lạnh lạnh, thì làm sao mình biết đó là nóng lạnh lạnh, là do mình chạm vào, mình chạm vào cho nên mình mới biết nó là nóng lạnh lạnh. Dạ, rồi còn gì nữa, đất lửa gió. Lửa gió thì nó chuyển động, nó chuyển động, thì do ba cảnh đó là do ba cảnh đất lửa gió là tiếp xúc làm có cảm nhận, cho nên nó thuộc về cảnh xúc. Dạ, cảnh xúc, và phần đó là người ta đã kể ở bốn sắc đại hiển rồi, cho nên không kể lại ở đây nữa. Rồi hai sắc tính. Sắc tính là mình có sắc nữ tính và sắc nam tính. Sắc nữ tính là iddhi bhava rupa, trạng thái là tình trạng nữ tính, phần sự là hiển lộ, hiển thị các sắc thái nữ nhân, thành tựu là hình thành nữ căn, nhân cần thiết là có sắc tứ đại. Sắc nữ tính là sao? Thí dụ như là người mà đi eo thì cái đó nó là sắc nữ tính, sắc nữ tính, hoặc là cái giọng nói, cái giọng nói nó cũng bộc lộ ra để mình thấy nó là cái sắc nữ tính. Dạ, yeah. Phần sự đó là hiển thị các sắc nữ nhân. Các sắc nữ nhân tức là từ cái hình ảnh của người nữ theo cái chế định đó, chúng ta nhìn vào đó là chúng ta sẽ biết được cái sắc nào là sắc, là từ hình ảnh của người nam hoặc là người nữ theo cái chế định thì mình sẽ thấy là cái này là sắc nữ tính này, cái này là sắc nam tính này. Ví dụ trong cái tướng đi của người nam thì nó khác hơn cái dáng đi của người nữ, thì đó là do cái sắc nữ tính hoặc là nam tính tạo ra. Dạ, thành tựu thì nói như thành nữ căn, nhân cần thiết thì có sắc tứ đại thôi, không có gì. Tình trạng sắc nam tính purisa bhava rupa, tình trạng trạng thái đó là tình trạng nam giới, phần sự là hiển thị các sắc thái nam nhân, thành tựu là hình thành năm căn, nhân cần thiết là có sắc tứ đại nghiệp. Tức là thí dụ như ta làm thấy ở trong việc làm của người nam, thí dụ như là trong việc gánh vác chẳng hạn, làm thấy mạnh dạn, thì cái đó là do cái sắc tính nam nó bộc lộ để cho người ta thấy, hoặc là trong cái tướng đi. Dạ, thấy mạnh mẽ thì đó là cái sắc thái của người nam, sắc thái nam.
thành tựu này thậm hình thành năm căn nhân cần thiết thì có sắc tứ đại. Dạ. Tôi bây giờ bao nhiêu đó ha. Ok, xong mình sẽ học tiếp phần sắc pháp này cho hết. Học hết phần sắc pháp này thì chúng ta bắt đầu trở lại học phần tâm từ đầu. Và chúng ta sẽ học chi tiết về phần tâm liên quan đến tâm sở, liên quan đến sắc pháp luôn. Tức là mình học luôn cho có phần phần người, cõi, cảnh gì đủ hết. Dạ. Rồi bây giờ mời lớp nghỉ ha. Kỳ tới mình sẽ học tiếp, mời cô Phúc Vy Chu. Dạ, chúng con xin được kính tri ân sư Tinh Tuệ đã giảng dạy cho chúng con bài học về vi diệu pháp, về sắc pháp ngày hôm nay. Dạ, kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Bài học đã kết thúc, kính mời đạo hữu tịnh hạnh thay mặt lớp học lên tụng kinh hồi hướng những phước báu có được trong buổi học pháp ngày hôm nay đến chư thiên ạ. Dạ, Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Con kính tri ân sư, con xin thay mặt cô chú học viên trong room hồi phước báu của buổi học hôm nay đến chư thiên ạ. Akasatha Japhomatha Dewanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakhandu Sasanang Akasatha Japhomatha Dewanaga Mahitika Punyang No Anumodan Tujirang Rakhandu No Karo Akasatha Japhomatha Dewanaga Mahitika Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nhá ta yô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu pa ni nô a ca sa tha cha phong ma tha đê qua na ga ma hi thi ca. Bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khán tu nô sa đa. Idang watano punyang asawa kaya wahang ho tu anagate kale Bề sắc tà sukhita hồn tu sắp bề sắc tà sukhita hồn tu sắp bề sắc tà sukhita hồn tu. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Nguyện cho tất cả chúng sinh được an vui hạnh phúc. Dạ, buổi học hôm nay đến đây là kết thúc. Trân trọng kính mời quý vị trở lại lớp Vi Diệu Pháp Căn Bản Online vào thứ Bảy tuần sau, ngày 7 tháng 3 năm 21 vào lúc 19:30 đến 21:00. Kính chúc các đạo hữu mạnh khỏe và được an vui trong cuộc sống. Dạ, chúng con kính thỉnh sư nghỉ ngơi ạ. Kính chúc sư ngủ ngon, một đêm an lành. Dạ, kính mời. Dạ, con nghỉ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Dạ, con kính tri ân sư buổi học hôm nay ạ. Xin chào cô tu nữ cùng cả lớp. Dạ. Rồi, xin mời lớp nghỉ.